Chân thành cảm ơn tấm lòng của quý sư thầy đã dành cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Ước mong mọi điều may lành đến với quý vị khi quý vị hành thiện, và càng phúc lớn hơn khi chúng ta cùng quy hướng tôn thờ một cha trên trời và cũng chính là Thiên Chúa của chúng ta. Nếu Đức Phật Thích Ca Ngài có sống trong thời nay thì hẳn Ngài cũng tìm kiếm và Ngài nhận biết chân lý thật. Ngài sẽ không thể chấp nhận điều mà Ngài nhọc công, nhọc tâm tìm kiếm tự mình để rồi không biết cuộc đời sẽ đi về đâu và cho rằng con người sẽ lẩn quẩn một cách vô lý hết kiếp này đến kiếp khác. Thời nay, thời mà mọi thông tin, mọi kết nối giữa các quốc gia trở nên một cách dễ dàng nhờ tình yêu của Thiên Chúa soi lòng mở trí để cho con người đạt được nhiều thành tựu khoa học, để cho con người càng dễ dàng nhận biết Ngài hơn. Khi những người công giáo, những người tin theo Chúa dám nói, dám chia sẻ cho anh em mình những điều thiện hảo nhất, để biết Thiên Chúa là cha tình yêu, Thiên Chúa đầy quyền năng, và Thiên Chúa chính là cùng đích của con người, và Ngài cũng là cha đầy yêu thương của mỗi người chúng ta. Tại sao chúng ta biết được điều này? Bởi chính Thiên Chúa, Ngài đã cho con một của Ngài là Chúa Jesus Kitô đã xuống thế làm người, đã chịu khổ nạn, chịu chết và đã sống lại. Điều vô cùng quan trọng là chính Chúa Jesus Kitô, Ngài đã sống lại, đã phục sinh và đã lên trời. Điều này lịch sử vẫn còn đó, và mọi kiểm chứng mỗi người chúng ta vẫn có thể tìm để mà kiểm chứng lại ngay trong lịch sử nhân loại, lịch sử dân Do Thái ở trong quyển Kinh Thánh, để được Ngài xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho chúng ta, để chúng ta tìm kiếm về Ngài, tìm kiếm chân lý thật. Nếu Đức Phật có sống trong thế kỷ 21, trong thời đại này, với tấm lòng của Đức Phật thì hẳn chắc chắn là Đức Phật cũng muốn là những người hiện đang theo Đức Phật, những quý ông bà, cô bác, anh chị em Phật tử sẽ tìm được chân lý thật là chính Thiên Chúa. Vì chính Đức Phật cũng chỉ là phàm nhân xác thịt, có cha, có mẹ là người phàm như mỗi người chúng ta. Điều này cũng dễ dàng kiểm chứng trong lịch sử của Ấn Độ. Và điều quan trọng là không một lịch sử là hay sử sách nào nói rằng Đức Phật Ngài đã chết đi và nay Ngài đã sống lại. Nghĩa là Ngài cũng đã chết như bao người chúng ta, và Ngài cũng khao khát chân lý thật. Ngài khao khát tìm được cùng đích của kiếp người, nên Ngài đã bỏ vợ con của mình, bỏ gia đình của mình để tự tu và tìm đường giải thoát cho chính mình. Một lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng của quý thầy đã tụng kinh cầu cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh, và nguyện xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí để cho quý thầy cũng bắt đầu tìm kiếm về chân lý thật là chính Thiên Chúa, là vua trời đất này đã được chính Chúa Giêsu mặc khải qua quyển Kinh Thánh mà mỗi người chúng ta có thể kiểm chứng trong thời đại thế kỷ 21. Nhiều người nói đạo nào cũng tốt, cũng dạy ăn ngay ở lành. Tuy vậy, sự thật con người luôn khao khát điều tốt nhất, không phải là điều cũng tốt. Thật vô phúc khi chúng ta tìm được con đường tốt nhất để đi mà chúng ta chối bỏ lại đi tìm một con đường tương đối tốt mà thôi. Chân lý đúng nhất để theo và đấng đầy quyền năng để mà tôn thờ mà chúng ta lại chối bỏ. Chúng ta mãi đi lẩn quẩn và tự huyễn hoặc con người có kiếp này, kiếp kia thì thật đáng tiếc. Vì nếu chỉ bình tâm suy nghĩ theo logic khoa học và thuyết luân hồi thì hỏi rằng nếu ông cố của ta mà đầu thai kiếp sau thành con này con kia thì nay lỡ phải chúng ta ăn chúng hay chúng ta nhốt vào và chúng ta bỏ đói, và thậm chí điều này quá là vô lý, phải không thưa quý vị? Kinh rất chân thành chia sẻ đến quý ông bà, cô bác, anh chị em, và hy vọng mỗi chúng ta tìm được chân lý thật và điều tốt nhất cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Thuốc giả thì sẽ không chữa được bệnh mà sẽ khiến cho bệnh càng nặng thêm. Chân lý giả sẽ không đưa cho chúng ta đến được sự sống vĩnh cửu, hạnh phúc thật, mà mãi lẩn quẩn khiến cho cuộc sống của chúng ta mãi mất bình an, nghèo khổ mà thôi.
con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Ngài biết con khi con chưa thành hình, Ngài biết con khi con chưa được sinh, Ngài biết con không trung thành mối tình. Vậy mà sao Ngài cứ mãi tìm kiếm con? Ngài kiếm con khi con đang lạc đường, Ngài kiếm con khi con đang tội vương, Ngài kiếm con khi con đầy chán trường. Vậy mà sao Ngài cứ mãi tìm kiếm con? Ôi lạy Chúa, Chúa đã dò xét con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết đã biết.